Chào mừng bạn đến với Ban Phụ trách Học Khu vườn Thượng Canada, một nơi học tập, khám phá và sinh sống tuyệt vời bởi nhiều lý do. Tọa lạc ở phía đông tỉnh bang Ontario, sát cạnh những thành phố của Montreal và thủ đô Ottawa của đất nước, bạn sẽ tìm thấy một vùng với nhiều cộng đồng nhỏ bé và an toàn, nơi vẻ đẹp tự nhiên không bao giờ được khám phá hết, và có dòng sông St. Lawrence River hùng vĩ chảy qua. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đem đến những trải nghiệm học tập khích lệ, giúp nuôi dưỡng một niềm đam mê học tập trọn đời. Các học sinh vùng thượng Canada liên tục giành được những thứ hạng cao nhất trong các chương trình kiểm tra tiêu chuẩn hóa của vùng. Kể từ năm 2003, các trường học của chúng tôi đã đón nhận 300 học sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nhiều học sinh tốt nghiệp từ trường chúng tôi đã tiếp tục theo đuổi chương trình sau giáo dục phổ thông và gặt hái được nhiều thành công ở Canada và các quốc gia khác. Tiếng Anh nói trong vùng và trong các trường của chúng tôi rất rõ ràng và không có chất giọng đặc thù, giúp cho học sinh có thể hiểu và lĩnh hội bài học dễ dàng. Trường học của chúng tôi có quy mô nhỏ và thân thiện, với tỷ lệ giáo viên và học sinh rất phù hợp. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi là những người có năng lực chuyên môn cao, với bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, các lớp học được trang bị đầy đủ. Vùng thượng Canada cung cấp nhiều chương trình giáo dục khác nhau dành cho học sinh quốc tế, bao gồm các chương trình học tập bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông toàn thời gian được giảng dạy theo các học kỳ, chương trình học tập ngắn hạn và một chương trình thể thao, các chương trình người học Anh ngữ toàn thời gian và các chương trình Anh ngữ nâng cao. Ở vùng thượng Canada, chúng tôi tin rằng việc lĩnh hội các kỹ năng ngôn ngữ, làm toán, kiến thức khoa học và nghệ thuật là một yếu tố cốt yếu. Một trong số các trường học của chúng tôi đã được chương trình tú tài quốc tế International Baccalaureate chính thức công nhận. Chương trình cấp bằng tốt nghiệp Diploma Program là một chương trình học tập 2 năm đầy thử thách và kết thúc là một kỳ thi cuối cùng vào lớp 12. Đây là bằng cấp được các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới chấp nhận. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng năng lực học tập được nâng cao khi học sinh khỏe mạnh và tích cực hoạt động. Tất cả các trường học của chúng tôi đều làm theo phương châm đó. Khi phải sống ở một đất nước xa xôi không có cha mẹ ở bên, cảm giác như ở nhà là một yếu tố có tính quyết định đối với khả năng thích nghi và đạt được thành công trong học tập của học sinh. Học sinh quốc tế đang theo học tại các trường của chúng tôi được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của một thành phố nhỏ, đem đến trải nghiệm hòa nhập vào một cuộc sống người Anh Canada thích thực. Qua việc hợp tác với chương trình học sinh quốc tế ở cùng người bản xứ Canada, Canada Homestay International, chúng tôi dành sự quan tâm lớn để chọn gia đình người bản xứ phù hợp nhất với từng học sinh. Từng nhà người bản xứ phải trải qua quá trình phỏng vấn, sàng lọc và được chấp thuận trước khi học khu bố trí làm nơi trọ học của học sinh. Gia đình người bản xứ cung cấp sự hỗ trợ, khích lệ và hướng dẫn cần thiết cho các học sinh trọ học. Trên thực tế, nhiều phụ huynh trong gia đình người bản xứ đều là các giáo viên. Đối với những phụ huynh có mong muốn gửi con mình vào trường học nội trú, chúng tôi hợp tác với Học viện Fulford. Học sinh ở môi trường học tập nội trú được bố trí phòng ở và các bữa ăn. Sự thành công trong học tập của con quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi liên tục theo dõi và kiểm tra sự tiến bộ của học sinh để đảm bảo rằng các em đã chọn theo những khóa học phù hợp và đang có những bước tiến ổn định để đạt tới các mục tiêu học tập của mình. Đối với học sinh quốc tế, ngoài một nền giáo dục ưu việt, các em có cơ hội lĩnh hội nhiều điều thú vị khác ở vùng thượng Canada. Ở nơi đây, các em có cơ hội khám phá cộng đồng dân cư tuyệt vời. Các trường học chất lượng và đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, chương trình học tập đa dạng, chương trình ở cùng người bản xứ chu đáo và an toàn, một cộng đồng thân thiện. Chào mừng bạn đến với một nơi học tập tuyệt vời. Chào mừng bạn đến với Ban Phụ trách Học khu vùng thượng Canada, điểm đến lý tưởng để được hưởng một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.